Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em Tùng Nguyên Audio làm một cái clip để giới thiệu về hai dòng sản phẩm mới. Cái cấu hình ngày hôm nay là một dòng bát 30 chính hãng của The Well, đó là dòng vân vải. Và một dòng loa bát 30 từ 156 côn 63 2 viên 500. Thì cái cấu hình ngày hôm nay là một dòng sản phẩm tiếng ca sáng thì được chơi The Well. Nắp loa cây thì hoặc nắp loa nằm thì không thể nào mà không chơi được cái cặp bát mà 30 2 viên từ kép này được. Hôm nay em xin giới thiệu cho tất cả các bác là cái dòng màng giấy gân vải tẩm dầu 2 gân từ 170/76 của The Well, hàng chính hãng của công ty. Từ 170/76. Hàng chính hãng của The Well. Các bác sử dụng các cái cặp bát này thì các bác đánh đẩy 16 sò, 20 sò, 24 sò. Hoặc là các dòng âm ni khỏe một chút thì mình có thể đánh cái cặp bát 30 The Well này. Bát 30 The Well này thì mình nên lắp vào các cái dòng như loa full các bác nhé. Loa full. Còn nếu các bác chơi loa nằm hoặc là loa cây thì hôm nay em ship cho các khách trên loa cây. Dòng bát này thì em có một loại là bát BMW China bích vàng loại xịn. Còn đây là các bác nhìn ở đây là một loại thường. Đấy, không có in, không có thương hiệu gì cả. Nhưng có dòng này là đánh dâu tay thỏ, đó là dòng BMW. Đấy. Thì các bác đặt sản phẩm này thì cứ đọc mã cho em bát 30 BMW bích đen là được. Vì nó đỡ tránh nhầm lẫn cái loại China xịn kia là bích vàng. Còn cái loại là bích đen loại thường. Đấy, loại thường không có tên tuổi gì như các bác nhé. Nón sần đánh dâu tay thỏ, gương mút xốp, củ từ 156 và côn 63. Dán thêm một viên từ 100 côn 63 nhé. Loại này ấy là loại khủng các bác nhé. Nếu mà lấy loại rẻ thì có loại 126 côn 51. Còn loại này là loại khủng. Bích đen rất là đẹp. Từ 156 côn 63. Đấy. Với cái hai dòng sản phẩm mà em đang giới thiệu ở đây thì cái đôi bát 30 BMW bích đen này thì có giá là 1.050.000 một đôi các bác nhé. Đấy, còn đâu cái đôi mà bát 30 The Well ở đây thì là 1.450.000 một đôi. Thì hôm nay em giới thiệu về sản phẩm. Các bác có nhu cầu đến các cái dòng sản phẩm bát rời của bên em thì hãy nhấc máy lên và gọi điện thoại cho Tùng Nguyễn Audio để đặt hàng. Nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán tiền. Đúng sản phẩm các bác có thể nhận cho Tùng Nguyễn Audio. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn xin dừng video ở đây và các bác sẽ bấm đăng ký kênh và theo dõi Tùng Nguyễn Audio và tặng cho Tùng Nguyễn thêm một lượt like để ủng hộ tinh thần của Tùng Nguyễn Audio. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé.